Thưa quý vị, sáng nay, ngày 25 tháng 4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội nghị Toàn quốc giao Ban công tác kiểm tra, giám sát quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 69 điểm cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương trên toàn quốc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh, đồng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng quý 1 năm 2022. Theo đánh giá, từ đầu năm đến nay, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tích cực đóng góp vào công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, giám sát, phát hiện xử lý nhiều tổ chức đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của đảng và pháp luật nhà nước. Thời gian đến, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ủy ban Kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát. Cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải nắm vững quan điểm, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác xây dựng đảng và công tác kiểm tra, giám sát của đảng. Góp phần tích cực phòng chống tham nhũng lãng phí, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.